Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Mình Phi. Đây vẫn là công nghiệp quen thuộc Bonsai Thi phát sóng video lúc 11 giờ và 19 giờ. Giao lưu của anh em những dòng cây khai thác. Rồi, giới thiệu của anh em một cây bạch chỉ. Một dòng cây cũng quen thuộc Bonsai Thi cũng giao lưu khá là nhiều dòng cây này. Một cây dáng mẫu tử tầm trung 2 người B. Cây tầm trung 2 người B của anh em. Cây khá đẹp nha, cây dáng mẫu tử khá đẹp. Chị cần họ hảo rồi. Cây hiện tại đang có lắc đắc hoa nha quý anh. Rồi, mình xem hết thông số của em tham khảo. Rồi, vành nguyên vẹn là 80. Vành thân 32, vành thân 32. Chiều cao tính từ mặt chậu lên ngọn là 65. Vuông tán là 75. Rồi chậu này là chậu nhỏ nhất. Giá xưa có tức là được 52. Chiều cao là 13. Rồi, mình muốn em xem chi tiết hơn cái phần đế cây. Cây có bộ đế rất là khủng luôn của nè. Hoành đế 80 nha. Đế trải đều, đẹp tứ diện. Chỉ cần quá hoàn hảo rồi của nè. Chỉ cần rất là ok rồi. Cái này sẽ kém được rồi nha. Ta chờ hết mùa họ trái này. Chúng ta hãy sẽ kiểm tại vì những chiếc dòng cây khai thác thì nó ra hoa trái mùa hè. Đây là hoa trái của cây bạch chỉ nha. Trái này chim ăn của anh em. Đây là bonsai thì là hái ở cây khác qua. Hoa trái nó rất đẹp, ăn rất là ngon. Cây này cũng đã cho hoa. Đây là những mầm hoa nha. Đây là những cái mầm hoa này của anh em, những mầm hoa này. Đây, hoa này tầm khoảng một tuần nữa nó nở. Cây rất chi là ok nha, chỉ cần rất là đẹp rồi. Dòng lá của nó thì nó cũng tầm gần như lá cây xanh. Cây này thì chỉ cần thì quá rồi là ok lâu luôn, rất lâu năm rồi. Cây này tầm trung 2 người bơi của anh em. Rồi kính mời của anh em xem tổng thể cây lần nữa. Một cây bạch chỉ nha, cây bạch chỉ. Cây này 2 người bơi. Cây này với sàn thi chào giá giao lưu của anh em giá 6.500k bao ship. 6.500k bao ship theo tay vào chậu. Những cây này phải ship rất nặng tiền. Cây này ship tầm 6-700.000 của anh em. Rồi 6.500k bao ship cây cây và chậu. Bên em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo có gắn trên màn hình. Rồi vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ. Mình sẽ thay giới thiệu Zalo của anh em những cái dòng cây khai thác. Rồi trước mắt của anh em là một cây trạc kiến, một cây trạc của kiến. Cây này tầm trung 1 người bê rất là nặng nha của anh em. Cây có cái bộ đế rất là lực luôn. Xíu nữa sẽ quay kỹ hơn cho của anh em xem. Cây này rồi nè, cây trèo kiến đáng đợi của anh em ta xem nha, cây thành phẩm luôn, cây thành phẩm. Rồi mình xem thi đo thông số. Cây này có cái bộ hoành khá là đáng ấn tượng nha, hoành nó hơn 50 của anh em. Hoành eo tại vị trí này 28 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu xuống tới từ ngọn tới xuống mặt chậu là 45. Và phủ tán là 50. Chậu này là chậu Trung Quốc oval, kích thước là 45 và chiều cao là 12. Một cây trà phúc kiến, cây đang quá trình ra những cái thực non rất là đẹp. Cây bộ đế rất là lực luôn, muốn em xem nha, bộ đế rất là lực. Những cây này nuôi khá lâu rồi, nuôi phải 7-8 năm mới ra được những cây như thế này. Chỉ cần thì hoàn thiện luôn, đã điều 24 giờ, chỉ cần là hoàn thiện luôn nha quý anh.
không còn một sự kiện nha. Đây là thành phẩm rất là đẹp, giá cũng rất là hợp lý luôn. Cây này nuôi khá lâu rồi, chỉ còn mấy ngón tay trỏ luôn, chỉ cần là nuôi những cây này nó rất là lâu nha. Đây, một cây trà Phúc Kiến. Rồi bữa nay em xem tổng thể cây. Cây này một người bơi rất nặng nha, phía xíu cây này cũng tương đối khá cao này. Rồi cây trà này thì bên Sơn Thuy chào giá Zalo của anh em với 2.400.000 bao ship. 2.400.000 bao ship cả cây và chào ship tận nhà cho của anh em. Anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay kết bạn thông qua số Zalo. Rồi 2.400.000 bao ship. Rồi phần tiếp tục cũng như bán thuộc, bên Sơn Thuy giới thiệu Zalo của anh em những dòng cây khai thác. Trước mắt của em là một cây hải châu. Một cây hải châu rất lực lường lực luôn. Cây khá là lực lưỡng nha. Cây một cốt, dần lá nhỏ đẹp, cây khá hay của anh em. Những cái dần một cốt này trời rất đã nha, rồi lâu dài cây nó có giá trị. Rồi cái này hoành của nó nha anh em, hoành của nó là 30 nha, hoành 30 rất là lớn nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên 35 và tán khoảng 40. Chậu này là chậu Trung Quốc, kích thước là 37, chủ nhật kết thúc 37, chiều cao là 14. Cây hải châu một cốt. Bọn em xem phần đế cây này. Đế cây nha. Cây rất là lực nha mọi người. Dòng lá nhỏ đẹp luôn. Đây, bọn em xem. Chỉ cần thì tương đối nha. Khá đẹp. Chung là những cây này giá cả nó cũng trên nằm trong tầm giá dễ chơi của anh em ta xem cho nghiên cứu. Những cây một cốt thì bao giờ giá cả nó cũng nhỉnh hơn những cái cụm rừng của anh em. Cây một cốt này bao giờ nó cũng nhỉnh hơn. Rồi của anh em xem tổng thể cây. Cây hải châu. Rồi cây này bên Sơn Thuy giao lưu của anh em giá là 2.200.000 bao ship. 2.200.000 bao ship. Của anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Rồi 2.200.000 bao ship.